thắng trúng thưởng chương trình quà tặng bí ẩn của Sapporo. Hiện tại những nhà hàng này mình sẽ được thanh toán toàn bộ. Bạn đặc biệt đã trúng voucher trị giá 3 triệu đồng tối ngày hôm nay của Sapporo. Mình đến Sapporo nhưng mà hôm nay thật sự là nó quá bất ngờ. Nhờ Sapporo cuộc vui hôm nay nhân đôi đó. Này rất là bất ngờ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các em rất là nhiều. I'm a little bit surprised because I have no idea. I think it's a nice surprise. It's very mysterious. Cái ai ngờ mà được thưởng vậy thì nó hơi bất ngờ. Hôm nay là ngày cuối tuần đi siêu thị mà giải trí mà vậy còn thấy vui hết. Lần đầu tiên thì tự nhiên cái được trúng cái giải của người rất là hay. Không nghĩ là cái sở thích của mình mang lại bất ngờ cho gia đình như vậy. Nếu mà khách hàng có mua bia thì nên thử cơ hội chọn bia Sapporo. Bia này là bia tốt nhất của Nhật Bản. Thơm với lại nó đậm đà. Thứ nhất đó, nó êm, và thứ hai mình ngủ dậy nó không bị nhức đầu. Ông Sapporo đợt này làm chương trình rất là mình cảm thấy rất là đặc biệt luôn á. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Sapporo trong thời gian tới nhiều hơn nữa. Chúc Sapporo thành công hơn nữa.